Hello mọi người, lại là Hoàng đây. Hôm nọ thì mình có lướt trên Shopee và thấy quảng cáo một chiếc đồng hồ ở đây là với giá chỉ có tầm khoảng 140 thôi, nhưng mà lại có đủ chức năng như kiểu màn hình cảm ứng này, rồi là lắp SIM mà nghe gọi này, rồi lắp thẻ nhớ này, rồi phát nhạc này, rồi làm đủ các trò. Đấy, với giá chỉ có 140.000 thôi. Thế là mình đã order về đây cho anh em. Con này order từ tận bên Trung Quốc về. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp ra và để xem là cái đồng hồ này nó thực sự là như lời đồn hay không nhá. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp luôn. Đây, hàng được gửi là từ Quảng Đông. Đây, China Quảng Đông đây. Đấy, gửi tiếp từ Quảng Đông. Đồng hồ thông minh V8, thu hộ là 138.000. Mình sẽ bóc nó ra luôn. Đấy rồi. Đây là vỏ hộp. Bên ngoài nói chung cũng chỉ có mỗi chữ smartwatch thôi, chả có cái gì. Thêm một cái mã QR code và hình ảnh sản phẩm nữa. Thôi mở hộp ra luôn. Đây, bóc siêu. Rồi. Đây là chiếc đồng hồ của chúng ta. Được bọc trong một cái lớp ni lông nhẹ nhàng. Đấy. Một cọng cáp micro USB ở đây. Và một sách hướng dẫn bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, hai thứ tiếng. Chữ nhỏ quá nhỉ. Rồi. Ok, gạt qua bên. Điều nhân vật chính của chúng ta. Đây là chiếc đồng hồ thông minh gọi là V8. Đây, thiết kế nói chung là nhìn cũng khá là nam tính, khá là to nhá. Mình so với lại đồng hồ Mi Band của mình đang đeo ở đây. Đấy. Trông khá là to, khá là hầm hố. Màn hình tròn cảm ứng. Đây, bên hông thì có hai nút. Hai nút chưa biết để làm gì. Và một cái gọng cáp ở đây. Cáp kết nối micro USB và một cái lỗ nhỏ ở đây, mình nghĩ chắc là mic để đàm thoại. Con này được quảng cáo là có tính năng nghe gọi. Giờ mình tháo cái nắp lưng ra. Rồi, tháo khá là dễ. Con này chắc chắn là không thấm nước rồi vì tháo nó lưng đơn giản như này. Hơn nữa là cái cổng nắp USB này cũng khá là lỏng lẻo. Nên mình nghĩ là nó chắc chắn là con này sẽ không có đâu, không có thấm nước đâu. Nên anh em mà đi mưa phải cẩn thận. Đây, cục pin. Cục pin khá là to. Dung lượng là 380 mAh. Ở bên trong đây, bo mạch các thứ. Đây là khe cắm thẻ SIM này. Đây là khe cắm thẻ SIM. Còn đây là khe cắm thẻ nhớ. Bây giờ mình sẽ cắm vào, bật lên luôn. Thẻ SIM đây anh em chú ý là dùng con này dùng SIM là micro SIM, là thể loại SIM giống iPhone 4, iPhone 4S ngày xưa ấy. Đấy. Nếu ai dùng SIM nhỏ thì cần phải có thêm một cái áo SIM để lấy vào. Rồi, đọc SIM rồi, phải nhớ. Ok, con này hỗ trợ thì nhớ tối đa là 32GB. Rất là may ở nhà mình có đúng thẻ 32GB để mà thử. Rồi, lắp pin. Chúng ta con này lắp thả lắp cũng khá dễ dàng thôi. Rồi, mình sẽ bật nó lên. Bật nó lên. Mặt trước có một cái camera ở đây. Camera này thì là 0.3 chấm. Rồi, sáng rồi đây. Bật lên khá là nhanh. Đó, bật lên khá là nhanh. Nói qua một chiếc về ngoại hình của chiếc smartwatch V8 này thì nó được thiết kế khá là hầm hố và phù hợp với con trai hơn. Cái dây ở đây này thì làm cao su, tuy nhiên thì cái cao su này hơi cứng, không mềm như kiểu dây, không mềm mại như kiểu dây ở trên chiếc Mi Band này. Chúng đúng thôi vì giá của nó là hơn nhau đến 4 lần cơ mà. Đấy. Còn tuy nhiên thì cái trọng lượng này mình thấy đánh giá là hơi nặng nếu mà đeo trên tay như thế này. Đây, mình đeo lên tay một chút. Đây, đeo lên tay thì trông nó sẽ như thế này. Đấy, cái mặt này hơi nặng và dây hơi nhẹ cho nên mình hơi có cảm giác là tròng trành một chút ở cái phần mặt đồng hồ này vì nó hơi to. Do cũng có thể là do mình đang đeo quen cũng như ăn uống nó nhẹ rồi cho nên khi chuyển sang cái chiếc đồng hồ này thì đeo thấy khá là nặng. Còn kích thước nó nhìn khá là to và hầm hố, đeo lên nhìn rất là sport luôn. Nó không trông nó không yếu, hơi bị yếu một chút như chiếc Mi 4 của mình. Đấy. Kích thước mặt cũng khá là to. Không gian hiển thị hơn rất nhiều so với cái chiếc Mi 4 ở đây. Đây, con máy này thì có hai cái mặt đồng hồ, một là mặt đồng hồ analog như kiểu đồng hồ điện tử như này, thứ hai là cái mặt đồng hồ kim tròn như này, kim dây còn chạy cơ. Nhìn chung là rất là xịn bởi vì là nếu mà anh em đeo đồng hồ trong tay ấy, con này mặt đồng hồ tròn cho nên là con đồng hồ kim rất là đẹp. Giờ thì mình sẽ kết nối luôn Bluetooth với nó. Đây,
Bluetooth đây rồi. Mình sẽ bật trên điện thoại lên đã. Ok, tìm thiết bị Bluetooth này. Cái này mình cũng phải tìm luôn này. Tìm thiết bị Bluetooth đấy, đồng thời tìm luôn cả trên đây rồi, tự tìm ra đây rồi. V8 đây, sẽ ấn vào con V8 ở đây. Sao vậy nhỉ? Đây rồi. À đấy, chắc là nó phải chờ một tí. Rồi, đây sẽ hiện này, sẽ ấn có cả hai bên. Rồi, thế là xong, đã connect nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử một số cái chức năng gọi điện của nó xem như thế nào. Đây mình sẽ thử 198 ở đây. Đấy, bây giờ mình sẽ lần này thì mình sẽ bấm vào local call để xem cái cuộc gọi là như thế nào. Đấy, thì nó có một số các lựa chọn. Đây, mic này, nó có thể chỉnh tiếng to hoặc tiếng bé. Đấy, cộng cài đến đây nữa, khá là hay. Đấy, hai lần chỉnh, hai cái kiểu chỉnh mic, một cái để xuống nghe sát trong tai. Đây có khả chức năng ghi âm của gọi nữa cơ. Như con này mình thấy khá là hay ho. Mình test thử mic của nó xem như thế nào. À vâng, em lại gọi để test thử mic anh ạ. Anh có nghe rõ em nói gì không anh? À không, em gọi lên để thử micro thôi anh ạ. Mic của điện thoại ấy mà. Vâng, vâng. Vâng, vâng, rồi, chào anh, cảm ơn anh nhé. Dạ. Vâng. Ok, như vậy thì người ta nghe mình nói chuyện rất là rõ, cho nên trao đổi rất là lịch sự. Rồi, giờ mới thử nhắn tin trên cái này, chọn tin nhắn này. Nhưng con này chọn tin nhắn thực sự là khá là kinh khủng, vì bàn phím của nó là bàn phím T9 ngày xưa trên những con Nokia cổ ấy. Cho nên việc bấm khá là kinh khủng. Đây, mình sẽ bấm thử xem nào. Khá là nhỏ. Hello này. Nhìn chung thì mình không thích nhắn tin trên cái màn hình này. Toét cả mắt rồi đấy. Thực sự, đây, hello. Nhưng mà chung là anh em mình không nên nhắn tin trên cái con này. Thực sự là như thế. Đấy, ấn đây nó xóa này. Rồi, trở lại. Hộp thư đến này. Đấy, có một số các tin nhắn của SIM. Đây, local là tin nhắn của SIM. Cảm ơn quý khách liên hệ tổng đài của các khách hàng Viettel này. Mời quý khách đánh giá chất lượng phục vụ. Đấy, nói chung là đọc tin nhắn thì cũng khá là ok. Còn tin nhắn ở trên điện thoại thì mình cần phải cài một cái app gọi là BT Notifier thì mình cũng chưa rõ là như thế nào. Rồi, danh bạ này, hiển hiện danh bạ của SIM là có khách hàng và có thông tin tế. Trên danh bạ của điện thoại thì sao? Bấm khó nhỉ? Không bấm được mọi người ạ, bé quá. Không tìm được rồi. Chịu, không bấm được nút này. Thế không phải là màn hình bị loạn ứng, vì bình thường mình bấm ở đây vẫn vào này đấy. Vẫn vào bình thường. Chắc là cái chức năng kia nó hoạt động không tốt cho lắm. Đấy, ở đây thì mình có cài đặt này. Cài đặt chắc em biết rồi, có một số cái tất cả linh tinh thôi, bảo mật rồi linh tinh. Cấu hình rồi đấy, im lặng ngoài trời hội nghị, nói chung chỉnh cái điện thoại ấy. Đây chứ là remote gì đó nhưng cũng phải cài một cái ứng dụng này, mình không biết. À đây, có một mã QR, chắc là cái ứng dụng đấy thì mình sẽ thử cài xem như thế nào. Đây, mình sẽ cài luôn. Rồi, mình sẽ bật mã QR lên, quét mã. Ok, rồi, ra link. Rồi, mở thế nào. Đây, thì ra một cái ứng dụng thì nó download về. Đây thì mình đã cài xong cái app rồi, mình sẽ mở lên. Đây, nó sẽ đòi khoảng một số quyền, mình cứ đồng ý thôi. Nói chung là điện thoại của mình cũng chẳng có cái gì. Ok. Đấy, điện thoại của mình cũng chẳng có cái gì. Nó đòi cái gì thì cứ bật cái lên. Đấy, thế thôi. Cái này thì là một số cái chức năng có vẻ như là theo dõi sức khỏe, các thứ theo dõi sức khỏe, rồi theo dõi quãng đường mình di chuyển. Đây thì có một chức năng như là Find Device, ấn vào đây thì cái đồng hồ sẽ kêu chăng. Ô, lại không connected à? Rõ ràng là đang kết nối mà nhở. Đây chức năng tìm đồng hồ lại không ấy được rồi. Thế thì chịu. Rồi, mình sẽ thử xem là có cái chức năng gì mà có thể sử dụng được với cái app này. Thử cái chức năng remote để xem bên đấy đã phải. Đây, nó vẫn hiện cái chức năng này mình không hiểu như thế nào. Mình thử máy ảnh như vậy. Máy ảnh của con này như thế nào. Đây, máy ảnh thì hiện là đây.
chung là như những con Nokia của đời Tống vậy. Nhưng mà với giá 140.000 thì mình nghĩ là con máy ảnh này cũng có thể gọi là chấp nhận được. Đấy. Đây, ảnh đây nha anh em. Đấy, chung trông mình rất là mũi rất là to. Đấy, chụp lên là mũi rất là to. Rồi, có thể chụp ảnh bằng camera này. Tuy nhiên thì góc chụp khá là nhỏ, góc chụp khá là bé, mình để ở tay này mà mình muốn chụp ảnh thì phải hơi bị dướn một chút thì mới chụp được ảnh lấy rõ mặt của mình. Rồi, còn cái gì ở đây nữa đây? Đây, remote gì đó. Cũng bắt phải cài cái app này, nhưng mà rõ ràng là mình đã cài ở đây rồi, mình chưa hiểu tại sao lại không kết nối. Đây, rõ ràng là V8 ở đây. Có một cái nữa là cái chức năng chơi nhạc ở trên cái chiếc đồng hồ V8 này. Đây, nhấn vào, nó sẽ kết nối với lại điện thoại. Đấy, mình sẽ ấn vào một cái chẳng hạn nhá. Đây, clip của mình thì sẽ cắt tiếng ra ở trên này. Đây, anh nghe nhá, sẽ phát tiếng ra trên này. Đấy, tuy nhiên tiếng khá là rè. Cái này thì có thể chỉnh nhạc cả trong ứng dụng hệ thống lẫn YouTube hay là Zing MP3, nói chung là rất là tiện lợi. Đây, mình tăng giảm âm lượng này. Đây, anh nghe. Đó. Đó, tiếng sẽ tự động như thế này. Thì sẽ có thể dừng video này. Đấy, dừng video ngay lập tức. Rồi, bắt đầu tiếp tục chuyển bài này. Đấy, trên mạng mình hơi chậm một tí. Đó, đây thậm chí hiện luôn cả cái tên của ấy, tên của cái video của mình ở trên đây luôn, cho chúng ta có thể dễ dàng theo dõi. Đó, anh nghe không? Đây, loa phát ra từ đây. Loa khá là lớn ở trong nhà, nhưng mà ra ngoài đường thì lại khá nhỏ, nó phải dí sát tai vào chắc là mình nghe được. Đây là tối đa âm lượng rồi. Nói chung thì cũng khá là tiện dụng với mức giá 140.000. Đấy, chất lượng của nó cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Rồi, tiếng vẫn sẽ cứ tiếp tục kêu nếu mình ra khỏi màn hình chính ở đây nhá. Tiếng vẫn kêu, đấy anh em thấy không? Đó, tiếng vẫn kêu. Rồi, còn chức năng gì nữa nào? Đây, một số chức năng đặt chuông báo thức này, rồi là xem lịch này, hiện lịch của cả tháng ra này. Đấy, rồi rồi thì là đồng hồ bấm giờ này. Nói chung là những cái chức năng này cũng khá là cơ bản thôi. Máy tính này. Đấy, nhưng mà với cái giá 150.000, 140.000 xin lỗi, thì nó khá là nhiều cái chức năng đấy. Đây, trong thẻ nhớ này. Đây, thẻ nhớ hiện ra luôn này. Chọn xem trực tiếp có thể những cái ảnh mình chụp ở đây. Đấy, ảnh ban nãy mình chụp, thậm chí là một số ảnh trong thẻ nhớ mình cũng có thể là nghe được, có thể là xem được. Đây, đó, sẽ vuốt sang như này để chuyển ảnh. Mình thấy không, cái ảnh mình chụp từ những cái năm rất là lâu rồi. Đây, vẫn hiện ra rất bình thường. Đó, nhìn chung thì mình thấy con này giống như một cái điện thoại thu nhỏ ấy, một cái điện thoại mini thu nhỏ. Đây, có chức năng là tiết kiệm pin nhá. Nếu ấn vào thì màn hình ngay lập tức sẽ tối đi để tiết kiệm pin. Đấy, mình thấy không, bấm rất là nhanh, tăng giảm độ sáng rất là nhanh. Tuy nhiên thì có một số chức năng không dùng được. Nhưng khi mình bấm vào đây, nó hiện đang tải về, nhưng mà nó sẽ không ra cái gì cả. YouTube, WhatsApp, rồi Facebook, rồi Twitter, rồi Chrome. Đấy, đều bị như vậy. Thì không hiểu lỗi là như thế nào, nhưng mà không dùng được những app này, mình dùng những mã hoạch định hệ thống thôi. Đây, giờ thế giới cũng thể hiện ra bản đồ thế giới đây. Chúng ta xem được cái giờ, nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Ok, như vậy là mình đánh giá xong chiếc đồng hồ thông minh V8 này rồi. Nhìn chung thì với cái mức giá là 140.000 ở trên Shopee đấy, thì mình thấy con này mang lại quá nhiều thứ. Thực sự đây nó gần như kiểu một chiếc điện thoại mini đeo trên tay vậy. Tuy nhiên thì con này lại có một số những cái nhược điểm, như là một số cái ứng dụng chúng ta lại không thể vào được, như kiểu là Facebook hay là Chrome. Thì cái này thì các bạn lớn tuổi dùng sẽ không thích lắm. Các bạn tầm tuổi như mình dùng không thích lắm, vì là không dùng được những cái chức năng đó, ví dụ lướt web các thứ. Tuy nhiên thì nếu mua các bé trai tầm khoảng cấp 2, cấp 3 để đeo thì đi đường có thể gọi cho phụ huynh các thứ cũng khá là hay. Còn cái nữa đó là thời lượng pin của con này, mình đã có test rồi. Và thực sự thì dùng nó chỉ được khoảng 6 đến 7 tiếng thôi. Nhìn chung là không đủ cho một ngày chúng ta đeo ra đường.
Cho nên là nếu anh em nào xác định mua con này về để dùng hàng ngày thì nên cân nhắc, bởi vì giữa chừng hết pin thì cũng không hay cho lắm. Còn một điểm nữa là chiếc đồng hồ này V8 này thì nó lại không có chức năng chống nước. Nhìn chung thì mình nghĩ là đồng hồ thông minh ấy thì cái chức năng chống nước là một chức năng gần như là phải có rồi. Bởi vì dây đồng hồ mà chúng ta đi xe máy trời mưa chẳng hạn là nước vào là hỏng rồi. Rồi hơn nữa là mình đi rửa tay các thứ ở những nơi công cộng, nhìn chung thì cái chiếc không có chức năng chống nước thì đây là một cái khiếm khuyết mình nghĩ là cũng khá đáng tiếc cho chiếc đồng hồ V8 này. Tuy nhiên thì với 140.000 thì anh em thấy sao? Các chức năng của nó như thế nào? Thì hãy để lại một comment bên dưới nhé. Vậy thôi, yeah. Bye bye.